Vì quyến thuộc của ác ma, mặc dù siêng năng phương tiện muốn làm trở ngại Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng siêng năng phương tiện hộ niệm bảo vệ, làm cho những người biên chép vân vân không bị các trở ngại. Lại nữa thiện hiện, ví như người phụ nữ có nhiều con cái, hoặc 5 hoặc 10 cho đến 100 ngàn, người mẹ bị bệnh, các con mỗi người đều siêng năng tìm kiếm thuốc chữa, họ nghĩ, làm cách nào để bệnh của mẹ ta được lành, thân thể khỏe mạnh, tên tuổi không bị diệt mất, sống lâu an vui chẳng thọ khổ, các thứ vui đẹp đều quy về mẹ ta. Vì sao? Vì mẹ sinh đẻ nuôi nấng chúng ta chỉ dạy công việc thế gian rất là khó nhọc. Nghĩ như thế xong, họ tranh nhau bày phương tiện tìm việc yên ổn, che chở thân mẹ, chẳng để cho mỗi mỏng rắn rít bọ cạp, mưa gió, nhân phi nhân vân vân không đáng ưa xúc chạm, siêng năng ra sức chữa trị, làm cho khỏi hẳn bệnh, sáu căn thanh tịnh, không có các buồn khổ. Lại dùng các thứ nhạc cụ thượng diệu cung kính cúng dường và nói thế này: mẹ ta sinh đẻ nuôi dưỡng thương xót chúng ta, dạy bảo chỉ vẻ tất cả sự nghiệp thế gian, chúng ta lẽ nào không đền ơn mẹ. Cũng vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác thường dùng vô số phương tiện thiện xảo hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người nào thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết hoặc biên chép vân vân, thì Như Lai dùng vô số phương tiện ân cần hộ niệm, làm cho không tổn hại. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong các thế giới khác hiện tại ở 10 phương thương xót, làm lợi ích an vui các hữu tình, cũng dùng vô số phương tiện thiện xảo hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm cho các ác ma không thể hủy diệt, trụ lâu làm lợi ích an vui cho tất cả thế gian. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, hay có thể hiển bày rõ ràng đúng đắn trí nhất thiết trí, có thể chỉ dạy thật tướng của các pháp thế gian, trí nhất thiết trí cũng từ đó mà sanh ra. Thiện hiện nên biết chư Phật ba đời đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, siêng năng tinh tấn tu học, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, có thể hiển bày rõ ràng đúng đắn trí nhất thiết trí, có thể chỉ dạy thật tướng của các pháp thế gian. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ dạy thật tướng của các pháp thế gian? Phật giảng thuyết pháp nào gọi là thế gian? Phật bảo thiện hiện: Phật thuyết năm uẩn gọi là thế gian, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể chỉ dạy thế gian sắc vân vân, năm uẩn không có tướng biến đổi hư hoại, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ thật tướng các pháp thế gian. Vì sao? Vì sắc vân vân năm uẩn không có tự tánh, nên gọi là không, vô tướng vô nguyện, tức chân pháp giới, chẳng phải các pháp không vân vân có thể biến đổi hư hoại, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ dạy thật tướng các pháp thế gian. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể chứng biết khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình, trình bày vô số tâm hạnh sai khác, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật chứng biết tán tâm của vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì do pháp tánh nên không có tánh tán tâm, cũng như lược tâm, vì tận diệt, vì xa lìa nên không có tánh lược tâm. Các tâm có tham, theo tánh như thật thì chẳng phải có tâm tham. Các tâm có si, theo tánh như thật thì chẳng phải có tâm si. Các tâm có si, theo tánh như thật thì chẳng phải có tâm si. Trong các sự lìa tâm tham, chẳng phải có các sự lìa. Trong các sự lìa tâm sân, chẳng phải có các sự lìa. Trong các sự lìa tâm si, chẳng phải có các sự lìa. Có tâm rộng lớn không tăng không giảm, cũng chẳng phải xa lìa. Vì đã xa lìa nên không có tánh tâm rộng lớn, không đến không đi, cũng không trụ vào đâu, vì không có tánh tâm lớn. Các tâm và